Địa ngục Bakhmut là nơi tiêu hủy binh sĩ. Anh viện trợ xe tăng Challenger 2 gấp đôi so với thỏa thuận. Truyền hình Nga thừa nhận có thể thua. Nga sử dụng bom lượng mới nặng 1,5 tấn ở Ukraine. Ông Trump thắng lớn trong cuộc bỏ phiếu thử. Tướng cấp cao nhất của Hoa Kỳ bí mật đến Syria. Trung Quốc tung tin đồn có gián điệp trong quân đội Đài Loan. Cư dân Nhật Bản yêu cầu bồi thường từ Triều Tiên vì lừa đảo. Tất cả đều sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Kính chào quý khán thính giả đến với chuyên mục 60 giây của chương trình tin tức sự kiện ngày 6 tháng 3 trên kênh Tinh Hoa TV. Yên Ngọc sẽ kính chúc quý vị có một ngày đầu tuần tràn đầy năng lượng. Đầu tiên sẽ là những thông tin về cuộc chiến tại Ukraine, sau đó sẽ là các bản tin từ khắp nơi trên thế giới. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh cho biết, những người lính tân binh của Nga được lệnh xông vào các vị trí của Ukraine với súng tiểu liên và xẻng. Các binh sĩ Nga cần phải chiến đấu tay đôi nếu hết đạn dược. Theo thông tin cập nhật tình báo của Bộ Quốc phòng Anh ngày 5 tháng 3 cho biết, việc lính Nga trang bị xẻng, bộ binh nhỏ để tấn công vào các vị trí kiên cố của Ukraine là một bằng chứng nữa về chiến thuật chiến đấu truyền thống giáp lá cà của Nga. Thông tin trên dựa theo một bản cập nhật của tình báo Anh, tờ UK Inform đã chia sẻ lại. Vào cuối tháng 2 năm 2023, những người lính tân binh của Nga mô tả đã được lệnh tấn công một cứ điểm bê tông của Ukraine với vũ khí bao gồm súng tiểu liên và xẻng. Xẻng có khả năng là công cụ cố thủ được sử dụng để chiến đấu tay đôi, bản báo cáo viết. Tại các vùng lãnh thổ ly khai Cộng hòa Lugansk, các lực lượng Nga đang khẩn trương chuẩn bị danh sách tất cả những nam thanh niên 16 tuổi địa phương. Trước ngày 31 tháng 3, họ cần xác định vị trí và đăng ký tất cả nam giới sinh năm 2006, sống trong vùng ly khai Cộng hòa Lugansk. Đó là những người có thể được tung ra tiền tuyến để thay thế quân đội Nga vào năm tới, tuyên bố viết. Còn lại, tại mặt trận ác liệt Bakhmut, quân đội hai bên đang trong những thời khắc lửa đạn nhất. Những trận đánh tầm gần, thậm chí chỉ từ 15 mét qua những chiến hào, hoặc những con phố, ngôi nhà và sự thiệt hại về người là không thể tưởng tượng nổi. Cho đến sáng Chủ nhật, những trận ác liệt nhất vẫn ở khu vực phía tây thành phố, khi quân Wagner đang cố gắng khép gọng kìm bao vây Bakhmut. Tuy nhiên, người Ukraine có vẻ như vẫn chưa thực sự rời khỏi thành phố. Rất nhiều sự luân chuyển quân giữa các đơn vị, nhưng về cơ bản, người Ukraine vẫn muốn giữ khu đô thị chiến lược này bằng cách tăng quân tiếp viện. Quân đội Ukraine đang cầm cự ở Bakhmut phải đối mặt với áp lực gia tăng vào hôm thứ Bảy từ các lực lượng Nga khi họ giúp dân thường chạy trốn khỏi thành phố phía đông bị bao vây. Bây giờ quá nguy hiểm khi rời Bakhmut bằng phương tiện, một đại diện quân đội Ukraine nói với tờ AP. Vì vậy, dân thường phải chạy trốn bằng cách đi bộ. Quân đội Ukraine đã phá hủy hai cây cầu quan trọng ngay bên ngoài thành phố, bao gồm một cây cầu đến Chashivya, cắt đứt tuyến đường tiếp tế cuối cùng còn lại của họ, theo các quan chức tình báo quân sự Anh và các nhà phân tích phương Tây cho biết. Phá hủy cây cầu có thể là một dấu hiệu cho thấy Kyiv đang chuẩn bị rời đi. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, bằng cách hạ gục cây cầu Chashivya, quân đội Ukraine có thể tiến hành rút quân hạn chế và có kiểm soát khỏi các khu vực đặc biệt khó khăn ở phía đông Bakhmut, đồng thời khiến cho người Nga khó theo đuổi họ hơn. Nếu các chiến binh của Nga chiếm được Bakhmut, đây sẽ là một chiến thắng hiếm hoi trên chiến trường sau nhiều tháng thất bại và nó có thể cho phép họ cắt đứt đường tiếp tế của Ukraine và gây sức ép về phía các thành trì khác của Ukraine ở khu vực Donetsk. Phó tư lệnh lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine Volodymyr Nazarenko nói với đài truyền hình Ukraine Kyiv 24 hôm thứ Bảy rằng thành phố vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, bất chấp các cuộc tấn công dữ dội và đang diễn ra của các lực lượng Nga. Mỗi giờ ở Bakhmut giống như địa ngục. Ông nói, kẻ thù đã thành công ở phía Bắc, Tây Bắc Bakhmut một tuần trước. Những người lính Ukraine đang chiến đấu trở lại. Trong những ngày qua, tiền tuyến đã được ổn định nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực của chúng tôi. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã đến thăm các binh sĩ Nga ở Ukraine vào hôm thứ Bảy. Ông Shoigu đã kiểm tra sở chỉ huy tiền phương của một trong những đội hình của quân khu phía đông theo hướng Nam Donetsk. Thưa quý vị, Ukraine sẽ nhận được gấp đôi số lượng xe tăng Challenger 2 từ Anh so với những thỏa thuận ban đầu. Theo đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh, ông Vadim Pristaiko, Anh đã hứa sẽ chuyển giao cho Ukraine 14 xe tăng Challenger 2. Nhưng sau chuyến thăm Anh của Tổng thống Volodymyr Zelensky vào hồi tháng 2, con số này sẽ tăng gấp đôi. Ông Pristaiko nói rằng, Vương quốc Anh không nói về những vũ khí mà Ukraine cần, mà là xem xét kỹ lưỡng những thách thức chiến trường mà Ukraine và cả châu Âu phải đối mặt.
đó là một nỗ lực để tạo điều kiện cho một sự đồng thuận như Anh thường làm trong NATO. Để cung cấp các thiết bị phức tạp như máy bay chiến đấu, phi công và kỹ thuật viên phải được đào tạo để hiểu nó được sử dụng ở đâu, ai và như thế nào trong một cuộc chiến, cần có sự tương tác của nhiều đồng minh. Vì vậy, Vương quốc Anh đang dần hình thành sự đồng thuận giữa các đồng minh, ông Pristaiko cho biết thêm. Vương quốc Anh cam kết Challenger 2 như một phần của gói hỗ trợ của các đồng minh phương Tây. Song nhiều quốc gia khác cũng hứa sẽ gửi hàng chục xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất và Hoa Kỳ hứa sẽ gửi thêm 31 xe tăng Abrams vào cuối năm nay. Thưa quý vị, trong một video được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, Tổng giám đốc Mosfilm Karen Shakhnazarov phát biểu, những ai cho rằng phương Tây sắp bị lật đổ hay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky như gã hề, chính là họ đang tự lừa dối mình. Thái độ này rất hiếm thấy trên truyền hình nhà nước Nga, nơi các khách mời thường dự đoán những thất bại của phương Tây như là Hoa Kỳ và những đồng minh cam kết hỗ trợ cuộc chiến của Ukraine. Sau đó, đoạn video được xem trên 500.000 lần khi phóng viên Francesca đăng trên BBC vào hôm thứ Năm. Ông Shakhnazarov phát biểu trên truyền hình quốc gia, đó thực sự là một tình huống mà chúng ta phải chuốc lấy, là những hậu quả nghiêm trọng nhất nếu chúng ta thua cuộc, và cần thừa nhận chúng ta có thể thua. Tôi không đồng ý với người nào nói chúng ta sẽ thắng. Ông Shakhnazarov còn phản bác luận điệu của Nga và nói cần nghiêm chỉnh nhìn nhận phương Tây và ông Zelensky. Chúng ta đánh giá thấp sự đoàn kết của phương Tây. Chúng ta luôn luôn nói rằng phương Tây trên bờ tan rã, rồi sẽ có những cuộc xuống đường biểu tình ở Berlin hay gì gì đó. Nhưng chuyện đó đã không diễn ra, chẳng có gì tan rã cả. Ông nhận xét. Thưa quý vị, Nga được cho là đã sử dụng bom lượng UPAB 1500B nặng 1 tấn rưỡi mới được thiết kế để tấn công các vật thể được bảo vệ cao ở khoảng cách lên tới 40 km chống lại Ukraine. Truyền thông Ukraine Defense Express đưa tin. Quả bom dẫn đường lần đầu tiên được công bố tại một triển lãm vũ khí của Nga vào năm 2019. Kể từ đó đã trải qua quá trình thử nghiệm đầy đủ, được chuyển giao cho không quân Nga và nhận được đơn đặt hàng xuất khẩu đầu tiên, bài báo cho biết. Theo nhà sản xuất, nhà nước của họ cho biết, quả bom mang tải trọng nổ cao, xuyên bê tông nặng xấp xỉ 1 tấn. Việc sử dụng bom được cho là đã được ghi nhận cách đây vài tuần ở tỉnh Chernihiv. Nga đã sử dụng rộng rãi bom thả trên không trong cuộc tấn công Ukraine. Tai tiếng nhất là vụ tấn công vào một nhà hát kịch ở Mariupol thuộc tỉnh Donetsk vào ngày 16 tháng 3 năm ngoái. Vụ ném bom làm thiệt mạng hàng trăm thường dân đang trú ẩn bên trong. Chuyển sang tin tức tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trong cuộc bỏ phiếu thử Tổng thống Hoa Kỳ 2024 tại sự kiện Hành động Chính trị Cánh hữu 2023, CPAC 2023 vào hôm thứ Bảy ngày 4 tháng 3, cựu Tổng thống Donald Trump đã thắng lớn với 62% phiếu ủng hộ. Theo Just the News, trong hơn 2.000 phiếu bầu tại sự kiện CPAC 2023, ông Trump nhận được 62% phiếu ủng hộ, trong khi Thống đốc Florida Ron DeSantis nhận được 20% phiếu. Mặc dù ông DeSantis đang nổi lên là đối thủ chính của ông Trump trong cuộc đua giành đề cử Tổng thống 2024 của Đảng Cộng Hòa, nhưng ông vẫn chưa chính thức tuyên bố tham gia tranh cử. Ông DeSantis cũng không xuất hiện tại CPAC năm nay. Cũng theo kết quả bỏ phiếu thử, 95% người tham gia tán thành việc ông Trump tiếp tục trở thành tổng thống ở nhiệm kỳ tiếp theo. Ông Charlie Guerrero, chiến lược gia Đảng Cộng hòa, đang là phó chủ tịch CPAC, đã nói với The New York Times rằng Tổng thống Trump vẫn đang là ứng cử viên dẫn đầu. Đây là cuộc đua mở rộng hơn những năm trước. Thưa quý vị, vào ngày 4 tháng 3, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Mark Milley thực hiện chuyến thăm không báo trước tới một căn cứ Hoa Kỳ không được tiết lộ ở đông bắc Syria. Đây là lần đầu tiên tướng Milley tới Syria trên cương vị là sĩ quan chỉ huy cao nhất của quân đội Hoa Kỳ. Tướng Milley thực hiện chuyến thăm này nhằm đánh giá hiện trạng của sứ mệnh quân sự mà Hoa Kỳ đã thực hiện ở Syria trong gần 8 năm qua, cũng như nguy cơ trỗi dậy của phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Ông cho rằng sự hiện diện của khoảng 900 quân nhân Hoa Kỳ ở Syria mang ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với an ninh của đất nước, bởi họ cùng các đối tác dân quân người Kurd đang thực hiện nỗ lực lâu dài nhằm ngăn IS có cơ hội trỗi dậy, đồng thời duy trì hỗ trợ cho bạn bè và đồng minh trong khu vực. Chuyến thăm Syria của tướng Milley còn nhằm kiểm tra những biện pháp đảm bảo an toàn cho lính Hoa Kỳ trước các lực lượng đối địch ở khu vực, trong đó có dân quân do Iran hậu thuẫn. Chuyển sang tin tức tại khu vực châu Á. Thưa quý vị, gần đây, tờ Nikkei tiết lộ rằng
có tới 90% sĩ quan quân đội nghỉ hưu của Đài Loan đã sang Trung Quốc làm ăn hoặc là bị Đảng Cộng sản Trung Quốc mua chuộc. Thậm chí họ còn cung cấp thông tin tình báo quân sự của Đài Loan cho chính quyền Trung Quốc. Về vấn đề này, ngày 2 tháng 3, ông Phùng Thế Khoang, Chủ tịch Ủy ban Hưu trí Đài Loan cho biết, đây chỉ là việc đang lan truyền tin tức khủng bố, gây chia rẽ sự đoàn kết giữa quân đội và người dân Đài Loan, khiến cho người dân mất lòng tin vào quân nhân. Sau khi tin tức được đưa ra, Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng ngay lập tức bác bỏ, cho rằng báo cáo này là bịa đặt, chưa được xác minh và không giúp ích gì cho hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan. Người phát ngôn của Văn phòng Tổng thống Lâm Duật Thiền cũng tuyên bố rằng báo cáo này trích dẫn các nguồn chưa được xác minh chi tiết và đưa ra một báo cáo không cân bằng với các tiêu đề giật gân. Điều này không công bằng đối với các quân nhân tại ngũ và quân nhân quốc gia đang nghỉ hưu, những người tuân thủ luật pháp và bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, có một vấn đề nghiêm trọng về sự xâm nhập của gián điệp Trung Quốc trong quân đội Đài Loan. Điều này chắc chắn không phải là không có căn cứ, mà còn là một căn bệnh đang ngày càng trầm trọng. Do đó, chính phủ và quân đội Đài Loan cũng không được xem nhẹ. Kính thưa quý vị, một nhóm cư dân Nhật Bản đã nói rằng họ phải chịu đựng hàng thập kỷ bị vi phạm nhân quyền ở Triều Tiên sau khi bị dụ dỗ đến đó bởi những lời hứa hão huyền về một thiên đường trên trái đất. Họ đã yêu cầu một tòa phúc thẩm Nhật Bản vào hôm thứ Sáu, ngày 3 tháng 3, ra phán quyết rằng Triều Tiên phải trả tiền đền bù cho họ. Năm nguyên đơn, bao gồm cả người Hàn Quốc và người Nhật, đã chuyển đến Triều Tiên theo chương trình 1959-1984. Khi đó, Triều Tiên hứa hẹn chăm sóc sức khỏe miễn phí, giáo dục, việc làm và các phúc lợi khác. Tuy nhiên, Triều Tiên đã không thực hiện lời hứa của mình, mà họ chủ yếu được giao công việc lao động tại trại mỏ, rừng hoặc là trang trại. Các nguyên đơn đã đệ đơn kiện vào năm 2018 lên tòa án quận Tokyo yêu cầu bồi thường 900.000 đô la cho mỗi người vì lừa đảo và giam giữ bất hợp pháp. Tòa án thừa nhận rằng các nguyên đơn đã chuyển đến Triều Tiên vì thông tin sai lệch do Triều Tiên cung cấp. Luật sư Fenji Fukuda của các nguyên đơn lập luận rằng Nhật Bản có quyền tài phán vì chuyến đi của họ bắt đầu ở một cảng Nhật Bản. Chỉ có hai trong số các nguyên đơn ban đầu tham gia vì những người khác bị ốm và đã qua đời. Kính thưa quý vị, chuyên mục 60 giây của chương trình tin tức sự kiện đến đây đã kết thúc. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe cũng như đã theo dõi kênh Tinh Hoa của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Kính mong quý vị để lại bình luận để đóng góp thêm cho chương trình được hoàn thiện hơn nữa. Một lần nữa, Yên Ngọc xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.